Chào buổi tối tất cả các em Chị là Hải Quỳnh và chị đã trở lại cùng với các bạn trong chiến dịch ôn văn bằng sơ đồ tư duy buổi thứ ba của chúng ta Đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này chưa nhở? Các em ơi, chúng mình đến giờ học rồi Nào hãy cùng với chị bỏ ra khoảng 30 phút để chúng mình ôn tập môn văn nhé Đồng ý với chị không? Ừ, bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào ở dưới phần bình luận nhé À, đã có những bạn đầu tiên rồi đây Ừ. Xin chào, xin chào các em <laughs> Rồi, bạn nào lên xem rồi thì hãy điểm danh ở dưới phần bình luận cho chị biết nhá Được không? À, chị thấy ở đây có Hân Đào này Có Uyên Hoàng này Ừ, ok, xin chào các em Rồi, như những buổi trước chúng mình học ấy, chúng ta đã cùng với nhau thiết lập được hai sơ đồ tư duy về nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân và về bài thơ Ánh trăng của tác giả Nguyễn Duy, đúng không nào? Và kèm với đó là hai thử thách mà chị đặt ra cho các bạn để chúng mình chủ động trong quá trình ôn tập. Nhưng thực sự chị rất buồn bởi vì là chúng mình chỉ theo dõi thôi chị e rằng là nếu mà chỉ học một chiều như vậy tức nghĩa là chỉ có chị thực hành thôi thì các bạn sẽ học không hiệu quả đâu mà quan trọng là các em phải tự làm tự học cơ đồng ý với chị không cho nên là chị mong rằng những sơ đồ tư duy chị cùng với các bạn thiết lập là một cái mẫu và là một cái động lực để cho các em có thể dựa vào đó chúng mình tự học và tự ôn tập đồng ý với chị không nhá À xin chào dâu Tây, xin chào Lan Anh Xin chào Hương Giang Ừ các bạn đã lên xem rồi này ừ, Vân Anh này, Hồng Tươi Rồi chị gặp ở đây rất nhiều những bạn nhỏ quen thuộc Những cái tên quen thuộc Vẫn luôn luôn theo dõi và ủng hộ Thi Học Văn chị Hiên Rất là cảm ơn các em À dạo này các bạn bận à. Ừ chị biết là thời gian này các bạn phải ôn tập rất 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 nhiều môn rồi cũng có rất nhiều các bài kiểm tra đang đợi chúng mình cố gắng hết sức để đạt điểm cao đúng không nào? Nhưng mà chị mong rằng là uh, mỗi cái khoảng thời gian chúng mình bỏ ra sẽ không phải là khoảng thời gian lãng phí và mỗi cái phần phát trực tiếp như này cũng vậy đồng ý với chị không? Các em hoàn toàn có thể là học cùng với chị 30 phút, thiết lập xong một sơ đồ tư duy, sau đó chúng mình lại tiếp tục bỏ ra khoảng 20 đến 30 phút tiếp theo. Vậy là chỉ cần một tiếng đồng hồ cho một buổi tối thôi là chúng ta đã có thể ôn tập hết kiến thức nền của toàn bộ 8 văn bản quan trọng trong chương trình Ngữ văn lớp 9 học kỳ 1 rồi đấy. Đấy đồng ý với chị không nhá. Đó, cho nên là các bạn cố gắng cố gắng cùng với chị. Và ngày hôm nay, sau khi mà trải qua hai buổi ôn tập bằng sơ đồ tư duy cùng với các bạn nhỏ, chị đã nhận về rất nhiều những câu hỏi liên quan đến quá trình ôn tập. Rất nhiều bạn nhỏ đang hoang mang và mong muốn là có thể chị có thể tư vấn cho các em những cái phương pháp học hoặc là tư vấn những cái hướng đi làm sao để cái lần thi học kỳ 1 này là một lần thi rất quan trọng mà các bạn có thể đạt được cái số điểm như các em mong muốn ừ, bạn nào thì cũng mong muốn đặt ra cái mục tiêu rất là cao cho mình tuy nhiên thì nếu như mà chúng mình cứ thụ động như thế này thì nguy hiểm lắm vậy nên là trong buổi học ngày hôm nay bên cạnh việc chia sẻ với các bạn một sơ đồ tư duy liên quan đến tác phẩm bếp lửa của nhà thơ bằng việt thì chị sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các em liên quan đến khóa học mà các em muốn đồng hành cùng với chị để chúng ta thi tốt kỳ thi học kỳ 1 này nhé được không? Ừ. Có nghĩa là các bạn vẫn còn đang uh, thắc mắc Vẫn còn đang có rất nhiều những cái băn khoăn liên quan đến khóa học Bởi vì như chị vẫn bảo đó là nếu như mà bạn nào diễn đạt chưa tốt này Hay là muốn có người đồng hành cùng với các em trong quá trình ôn thi môn văn Thì các em có thể đăng ký khóa học này để đồng hành cùng với chị và các bạn Ờ... Uh ở trong khóa học được không? Tuy nhiên thì có rất nhiều điều mà các bạn chưa được rõ Cho nên là trong buổi học ngày hôm nay Chị sẽ giải, hát, giải đáp hết tất cả những thắc mắc có liên quan Được không? Ừ. Rồi, đầu tiên chúng mình đến với sơ đồ tư duy của tác phẩm Bếp Lửa nhé Được không? Tác phẩm Bếp Lửa của nhà thơ bằng Việt Ở đây thì chị lập ra một sơ đồ tư duy là kiến thức nền khái quát nhất Ừ, là kiến thức nền khái quát nhất liên quan đến tác phẩm này được chia theo bố cục phân tích được không? Được chia theo bố cục phân tích Sẽ gồm 4 phần này Sẽ đi theo chiều như thế này nhá Theo chiều kim đồng hồ các em ạ à. Phần 1 là khơi nguồn cảm xúc này Có nghĩa là hình ảnh bếp lửa đã khơi nguồn cảm xúc cho tác giả Ở đây như chị đã nói rồi đấy Trong sơ đồ tư duy thì chúng mình chọn ra những từ khóa thôi Cho nên phần 1 sẽ là Khơi nguồn cảm xúc hình ảnh bếp lửa Khơi nguồn cảm xúc cho tác giả Bao gồm những biện pháp tu từ nào Và ý nghĩa của nó ra sao Các em nhìn rõ không? Thấy chưa? Nhá, một bếp lửa tròn vờn sương sớm một bếp lửa ấp yêu nồng đượm cháu thương bà biết mấy nắng mưa được chưa ok không đó thì trong phần này chị đã liệt kê ra những cái kiến thức cần thiết để cho các bạn dựa vào đây ôn tập chứ từng này thì tất nhiên là chúng ta không thể bê nguyên si cái sơ đồ này vào trong bài thi được đúng không mà chúng mình cần phải có cái sự diễn đạt này cần có cái sự dẫn dắt làm sao cho nó rõ ràng này uyển chuyển này mạch lạc này được chưa còn sơ đồ này chỉ giúp cho các bạn điểm những cái ý chính để chúng mình học tập dễ hơn và dễ nhớ hơn thôi đó là phần đầu tiên rồi đến phần thứ hai chúng ta có những kỷ niệm trong nỗi nhớ của tác giả về kỷ niệm tuổi thơ bên bà và bếp lửa phần này rất là dài này đó Hiểu chưa? Và các em cũng để ý nhá là chúng mình ước lượng trước được về mặt dung lượng để chúng mình có được cái bố cục phù hợp. Ở đây thì chị thấy là phần 2 và phần 3 là hai cái phần dài nhất, cho nên là chị đã để tên tác phẩm lệch lên trên một chút xíu để hai phần trên là phần 1 và phần 4. Đấy, nó thu gọn ở trên này thôi. Xong rồi bên dưới là chúng ta sẽ để dành cho phần 2 và phần 3 với rất nhiều kiến thức với cái lượng kiến thức rất là lớn này. Thấy chưa? Các em đồng ý không? Nhá. Các bạn hiểu chưa nào? Đó thì ngày hôm nay để dành thời gian có thể tư vấn gọi là có thể giải đáp hết tất cả những thắc mắc của các em này có thể um, đem đến cho các bạn một cái phương pháp học này đem đến cho các bạn những cái giải pháp để chúng ta ôn thi học kỳ hiệu quả thì chị đã lập sẵn sơ đồ này rồi các bạn dành thời gian quan sát nhá được không um. <laughs> các bạn dành thời gian quan sát nhá À dâu tây ơi, về dàn ý suy nghĩ của em về bài thơ bếp lửa của Bằng Việt ấy thì tài liệu về bài thơ bếp lửa của Bằng Việt đã được đăng rất nhiều ở trên fanpage học văn chị Hiên trong cơ sở rồi thì em có thể lướt lại đúng không? Em có thể lướt lại ở trên fanpage và tìm lại giúp chị được không nào? Nhá, có rất nhiều tài liệu về tác phẩm bếp lửa đã được chia sẻ rồi nên là em chịu khó tìm lại nhá. Ừm. Uhm. Rồi ok Đó Thì về tác phẩm bếp lửa này Chị mong rằng là với sơ đồ này thì các bạn sẽ hình dung ra được Những cái cấp độ ý Để chúng mình từ, từ 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 từng bước một Học được những cái ý chính này Đúng không? Không thì là khi mà đối diện với một bài thơ rất là dài Như bài thơ bếp lửa như thế này là rất nhiều bạn sợ hãi đấy Ừ, sẽ có rất nhiều bạn sợ hãi Cho nên là chị mong rằng là chúng mình sẽ đi từ từ Ví dụ như là ở phần 1 Thì nắm được cái nội dung chính Sau đó đi đến những cấp độ ý tiếp theo Dần 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 Chúng mình chia nhỏ dần chia nhỏ dần Thì sẽ dễ nhớ hơn là chúng mình cứ học thuộc lần lượt lần lượt Cả một trang giấy phân tích rất là dài Nhá Đấy chưa nào? Rồi ok Nhưng mà quả thật Là chị đã nhận được rất nhiều những thắc mắc của các em Ví dụ như là À ở đây vũ lộc rất là băn khoăn à có cách nào học thuộc thơ không ạ à? ở đây nhá thứ nhất vào cái giai đoạn này rồi ý khi mà chúng mình đã học qua tất cả các bài thơ rồi đã đến với cả các tác phẩm văn xuôi rồi mà chúng mình chưa thuộc thì chứng tỏ là cái quá trình soạn bài và cái quá trình học ở trên lớp của chúng mình chưa thực sự nhập tâm chị đảm bảo như vậy bởi vì là thật ra ấy chúng mình không cần phải mất thời gian học thuộc ngồi đọc đi đọc lại những câu thơ đâu bởi vì là quá trình chúng mình học soạn một lần này học trên lớp một lần này về nhà học lại một lần là tần từng ấy thời gian đã đủ để chúng ta thấm được những cái câu thơ này rồi chị nói thật sự bởi vì là dung lượng của những bài thơ trong học kỳ một lớp 9 của chúng mình không hề dài ví dụ như, ví dụ như bài thơ đồng chí ba phần đấy phần đầu tiên 7 câu rồi phần tiếp theo là 10 câu rồi cuối cùng là ba câu đúng không ạ dài nhất thì có thể kể đến là bài thơ bếp lửa này thôi ừ được không ạ Ồ, sao lại phát trực tiếp bị cắt là như thế nào nhỉ? Bạch Lăng nhỏ các em có nghe rõ không? Các bạn có xem rõ không nào? À, nghĩa là các em không xem được toàn bộ sơ đồ tư duy này á? Hay là sao sao? Đây chị sẽ để từ từ nhá. Để phần trên trước này, sau đó đến phần dưới. Các bạn nhìn rõ không? Ừ. Được không nào? Ok nhá. Đó. Rồi, vậy là có nghĩa là chị mong muốn rằng là cái quá trình chúng mình học ấy đừng chủ quan nữa Các em hay để dành kiến thức đúng không? Các bạn hay để dành là à bao giờ thi thì mình học Thôi bây giờ mới soạn thôi thì cứ chép ra xong đã Xong rồi học trên lớp thì cứ chép xong cô giáo ghi trong đã rồi học thì học sau Như vậy rất nguy hiểm để đến bây giờ chúng mình trồng chất, trồng chất rất nhiều các tác phẩm Đấy, chúng mình trồng chất rất nhiều các tác phẩm cho nên là cái việc học của chúng mình nó rất khó để có thể nhập tâm được khi mà chúng mình mới học đến bài thơ đồng chí thôi Không cần phải để ý gì nhiều để ý đến mỗi bài thơ đó Thì có phải là chúng mình đã trong quá trình soạn là chúng mình đã nắm được bố cục rồi này Rồi chúng mình đã nắm được những cái hình ảnh quan trọng rồi này Thì khi mà các em hiểu được rồi thì nó sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều Ừ, đấy nhá Rồi, ok Đó, được chưa nào ừ. Ừ, chị biết rằng là các bạn rất mong muốn uh, chị có thể chụp lại những phần sơ đồ tư duy như thế này để có thể đăng lên cho các bạn nhưng mà um, thật sự ý, là chị mong muốn các em có thể cùng học với chị cơ cùng làm cùng với chị trong mỗi buổi phát trực tiếp như thế này thì nó sẽ hữu hiệu hơn rất là nhiều và khi mà các bạn cùng học với chị rồi ý, thì một lần làm là chúng mình là một lần nhớ mà cho nên các em cố gắng theo dõi rồi xong các em theo các em thực hành luôn được không chúng mình thực hành luôn được không ừ. Đấy, chúng mình thực hành luôn Thì như vậy nó sẽ không làm mất thời gian của các bạn Coi như là 30 phút phát trực tiếp cùng với các em là 30 phút có ích cho các bạn luôn các em thực hành và ôn tập luôn nhá Ừ, có thể là cái sơ đồ tư duy ngay lúc đầu các bạn làm với với cái thời gian 30 phút này nó sẽ không được nhiều Nó không được chỉn chu Nhưng mà ở đây chúng mình đã có một cái hình ảnh minh họa rồi này Hình ảnh tham khảo này Đấy, được chưa? Ừ, nhá, được không nào? Rồi Muốn chị chụp và đăng lên à Cứ từ từ, được không Cứ từ từ và bình tĩnh Bởi vì dù sao là Ở đây là chúng mình Bởi <laughs> vì dù sao là ở đây là chúng mình đang ngồi Tâm sự cùng với nhau này Đang ngồi chia sẻ cùng với nhau này Đúng không À rồi ok Ừ. Vậy là nhá, ở đây chúng mình có Chị lấy ví dụ với cái sơ đồ tư duy của bài thơ bếp lửa này À, ở đây chị để như thế này các bạn sẽ dễ nhìn hơn đúng không? Các em phải xoay máy đấy Các em phải xoay điện thoại để nhìn đấy Chị không biết là có nhìn rõ không nữa Nó hơi khó nhở Bởi vì với cái khổ giấy như thế này thì nó sẽ hơi khó nhìn Bây giờ nhá, chị sẽ chiếu kỹ Chiếu kỹ cái phần thứ hai này Được chưa? Kỷ niệm tuổi thơ gồm 4 ý chính như thế này Đó, rồi, các bạn có thể ghi nhanh, được không? Ừ. Rồi, chị đang muốn nói là cái quá trình chúng mình học thuộc thơ ấy là khi mà các em hiểu rồi thì các em học nó sẽ rất là dễ Quá trình chúng mình mới tiếp xúc là chúng mình đã học một lần rồi sau rồi nghe cô giáo giảng ở trên lớp là đã lượt đi lượt lại những cái ý nghĩa của những hình ảnh biểu tượng rồi Sau đó chúng mình lại về nhà làm bài tập nữa thì nó sẽ giúp cho chúng mình tự nhiên thấm vào trong thấm vào trong cái suy nghĩ và thấm vào trong cái trí nhớ của chúng ta chị mong rằng là các em có thể tận dụng tốt những cái quá trình học của chúng mình như vậy với ba bước là soạn trước ở nhà sau đó là đến lớp học cùng với thầy cô sau đó là về nhà lượt lại cùng một lần nữa Đấy, rồi đó là về việc học thuộc thơ nhá Đấy là học thuộc thơ chứ Ý chị không phải là học thuộc lòng những cái phần phân tích đâu Chỉ là học thuộc thơ thôi Bởi vì là khi phân tích thơ Thì chúng mình đã nắm được thơ là nắm được khoảng độ 60-70% kiến thức rồi việc còn lại là chỉ cần các em nhớ được cần phải phân tích những biện pháp tu từ nào này rồi những hình ảnh biểu tượng ra sao này và liên kết chúng lại cùng với nhau liên kết diễn đạt làm sao cho thật là trau chuốt uyển chuyển này đấy nhá được chưa ok chưa rồi vậy là um, đó là về việc chúng mình học thuộc thơ này hay là về việc chúng mình xác lập những cái sơ đồ tư tu duy tuy nhiên <laughs> tuy nhiên nhá vẫn còn rất nhiều các bạn gặp cái khó khăn trong quá trình là em nhớ được ý chính rồi tốt rồi chị ạ à, nhưng mà không bao giờ em được điểm cao rồi là em luôn bị à, à em luôn thầy cô thì luôn góp ý với em đó là à, cái phần diễn đạt của em ấy nó vẫn còn không có cái sự uyển chuyển nó vẫn còn chưa có cái sự liên kết nó thiếu đi rất nhiều rất nhiều những cái kỹ năng trong quá trình chúng mình làm bài. Và thêm nữa là kiến thức học kỳ 1 của chúng mình không chỉ dừng lại ở các văn bản này. Chúng mình còn cần nhiều hơn những phương pháp làm bài này, chúng mình cần nhiều hơn những cái cách mà chia sẻ gọi là cầm tay chỉ việc cho các bạn ấy. Bởi vì chị hiểu rằng là chúng mình phải ôn tập rất là nhiều môn học. Nếu như mà không học chúng này, nếu như mà không học trọng tâm vào những cái mà các em còn thiếu thì sẽ rất khó để có thể đạt được những cái điểm số như các bạn mong muốn được không? Vậy nên là xuất phát từ những cái mong muốn ấy của các bạn, xuất phát từ cái thực trạng đó của các em thì chị có mở một khóa học để ôn thi học kỳ với các bạn, gọi là một khóa học cấp tốc luôn đấy, chỉ trong vòng 10 buổi thôi. Trong vòng 10 buổi thì trong 10 buổi này như chị đã đăng thông tin ở trên fanpage rồi, nhưng mà có rất nhiều bạn là uh, đọc trong phần đó thì chưa thật sự nắm bắt được cái lộ trình học của chúng ta chị mong muốn rằng là trong khóa học này là mười buổi nhưng mà có thể trao đổi và chia sẻ cùng với các bạn toàn bộ kiến thức trong học kỳ một bao gồm là năm buổi về kiến thức nền các tác phẩm chúng mình có tám tác phẩm tám tác phẩm trọng tâm là thuộc chương trình văn học Việt Nam hiện đại đấy Là từ bài thơ đồng chí cho đến hết bài chiếc lường ngà Tuy nhiên chúng mình cũng có cái phần kiến thức về văn học trung đại nữa, được không? Thì chúng mình có 5 buổi về kiến thức nền của toàn bộ văn bản đó Rồi sau đó chúng mình sẽ có một buổi chuyên sâu về phương pháp và học cái cách diễn đạt trong dạng đề nghị luận văn học được không ạ? Trong dạng đề nghị luận văn học có nghĩa là những bài cảm nhận, những bài phân tích cách mà các em phải xác lập luận điểm ra sao rồi viết hoàn chỉnh thành những đoạn văn như thế nào. Đó. Rồi tất nhiên rồi trong quá trình chúng mình thi cũng sẽ gặp phải dạng đề nghị luận xã hội nữa thì cũng có riêng một buổi để trao đổi cùng với các bạn về nghị luận xã hội này về phương pháp và thực hành với những đề cụ thể luôn. Đặc biệt nhá, chúng mình còn gặp cả dạng đề tự sự nữa cơ cho nên lại có thêm một buổi để trao đổi với các bạn về cách làm bài văn tự sự và đem đến cho các bạn những bài văn mẫu về cái cách chúng ta xác lập cốt truyện này được không ạ xác lập cốt truyện rồi xong cái cách mà chúng ta có những cái lời dẫn trực tiếp ra một cách sinh động phù hợp với cả hoàn cảnh của nhân vật rồi chúng mình cũng có một buổi để ôn tập về tiếng việt nữa và buổi cuối cùng của chúng ta sẽ dành ra để chữa hai đề chuyên sâu chữa kỹ hai đề luôn đó nhá, đó là cái lộ trình học để các bạn nắm được để các em yên tâm rằng là chúng mình không phải là chỉ học về văn bản và tất nhiên là chúng mình sẽ không chỉ là học dừng lại ở những ý chính như thế này đâu mà là các bạn chị mong muốn là có thể cùng với các em chúng mình làm nên những cái bài viết hoàn chỉnh và uh, bên cạnh chị trực tiếp giảng dạy cùng với các bạn này thì còn có đội ngũ trợ giảng của team học văn chị Hiên sẽ luôn sát sao cùng với các em. Có bài tập để cho các em làm và chữa chấm chi tiết cho các bạn, góp ý chi tiết em tốt ở phần nào, chưa tốt ở phần nào, cần sửa như thế nào. Được không ạ? Và nếu như mà các bạn làm bài tập chăm chỉ này, thái độ tốt này thì chị sẽ mở thêm những buổi bổ sung để có thể phát trực tiếp để chữa từng bài của các bạn một. Được không? Đấy Nhá. cho nên là em có thể tham khảo khóa học này nếu như mà bạn nào còn gặp khó khăn trong quá trình ôn tập và mong muốn có thể cải thiện cái cách diễn đạt của mình thì hoàn toàn có thể tham khảo khóa học này của chị nhé được không ạ ừ rồi đã có các bạn đăng ký và các bạn đã tham gia vào, vào lớp học Vào nhóm học của chị rồi Và các bạn đang điểm danh rất là... Các bạn đang điểm danh ở trong khóa học Chị đã gặp ở đây những bạn nhỏ Những bạn nhỏ mà đã tin tưởng và muốn đồng hành cùng với chị Trong khóa học này Rất là cảm ơn các em Được không ạ? Mong rằng là chúng ta sẽ có một khóa học thành công ừ. Đó là về lộ trình Và à, về lộ trình này Về một số điều về cách thức học Chúng mình sẽ học qua phát trực tiếp như thế này ạ và chị sẽ đem đến cho các bạn những bộ tài liệu chi tiết nhất có nghĩa rằng là không chỉ trong quá trình mình học chúng mình ghi chép để coi như là một lần học một lần nhớ một lần viết một lần nhớ thì chúng mình còn có tài liệu sau buổi học là những tài liệu đầy đủ chi tiết để em có thể dựa vào đó tham khảo vào đó để mình uh, lấp đầy những cái chỗ trống nào mà về kỹ năng chúng mình chưa nắm vững được không nhá thì chúng mình là có hai tài liệu đấy có nghĩa là tài liệu mà chúng mình đã ghi chép được cùng với chị trong buổi học rồi lại thêm bộ tài liệu sau buổi học được gửi đến tận tay các em nữa được không nhá đấy thì đấy cũng là một cái đặc điểm mà uh, những khóa học của học văn chị hiên đem đến cho các bạn bởi vì là chúng mình học online cho nên là về tài liệu là rất quan trọng đấy cho nên là với khóa học này thì các em sẽ coi như là chúng mình có hai bộ tài liệu đấy, sau khi hoàn thành khóa học là sẽ có hai bộ tài liệu. Thứ nhất là vở ghi trong quá trình học cùng với chị và thứ hai chính là tài liệu sau khóa học được gửi dưới dạng bản mềm để cho các em để các em có thể dễ dàng chọn định dạng in ra này để cho các em có thể dễ dàng chỉnh sửa và phù hợp với cả cái mục đích của mình. Đấy, đấy là về tài liệu, về cách thức học Chúng mình sẽ học trong 10 buổi nhá Và chị biết rằng là trong quá trình, trong tuần học của chúng mình ý Thì các em đi học thêm rất là nhiều Cho nên là khóa học này sẽ diễn ra vào cuối tuần Khai giảng vào thứ năm tuần này đó, khai giảng vào thứ năm tuần này và chúng mình sẽ học chủ yếu vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần các em nhé. Ừ. và tất nhiên rồi tham gia vào khóa học thì chị sẽ để lại phần phát trực tiếp để cho bạn nào mà các em có việc bận đột xuất này thì các em có thể xem lại nhưng mà làm sao chúng ta có thể tích cực tương tác để chị có thể giải đáp thắc mắc của các bạn là tốt nhất được không đó <laughs> đấy à các em xong phần này chưa chị có thể chiếu xuống chiếu xuống tiếp cái ý thứ ba nhá đây cái ý thứ ba trong bài thơ bếp lửa của chúng mình đây này các bạn chịu khó xoay điện thoại để chúng mình nhìn được hết phần sơ đồ này nhá chị lại uh, rất là xin lỗi các bạn bởi vì không để ý đến cái khổ giấy cái khổ giấy này thì chúng mình hơi khó nhìn nó hơi bị dài ấy nó hơi bị dài cho nên là nếu mà có lần sau thì chị sẽ sắp xếp cái khổ giấy làm sao nó phù hợp để các em dễ nhìn nhất các em chịu khó nhá được không ừ. rồi ok các bạn còn thắc mắc gì trong quá trình chúng mình ôn tập học kỳ hay là liên quan đến khóa học của chị không <laughs> bởi vì thực sự là chị rất mừng bởi khi mà đăng thông tin lên ý, trước khi mở khóa học là đã có rất nhiều bạn mong muốn được đồng hành rồi sau đó là khi mở khóa học thì các bạn đã nhắn tin về tìm hiểu về khóa học cũng rất là nhiều chứng tỏ là các em đang rất băn khoăn và gặp khá là nhiều khó khăn trong quá trình chúng mình ôn tập thi học kỳ 1 đúng không thì đây cũng coi như là một uh, khóa học để đánh dấu cái quá trình mà học văn chị Hiên đồng hành cùng với các bạn cho nên chị rất mong là các em có thể một lần chúng ta à, đồng hành cùng với nhau để có để chị có cơ hội được trợ giúp các em hỗ trợ các em trong quá trình chúng mình ôn môn văn này và còn rất nhiều rất nhiều những cái món quà đang chờ đợi các bạn ở trong khóa học này nữa <laughs> ok chưa nào nhá ừ uhm. <laughs> về những vấn đề liên quan đến học phí này hoặc là em uh, bị cấn lịch có nghĩa là trong cái buổi học hôm đó thì em không tham gia được hay là như thế nào thì em hoàn toàn có thể nhắn tin về cho chị nhé nhắn tin về cho chị chị sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc đó và tư vấn để làm sao có một cái lịch học phù hợp nhất đối với em được không chúng mình ý khi mà chúng mình ôn thi một mình thì sẽ rất dễ nản và chúng mình không nắm được kiểu như là không định hình được là mình đang ở đâu ấy nó sẽ tốt hơn khi chúng ta có các bạn cùng đồng hành này, có người định hướng nữa. Bởi vì trong khóa học thì chúng mình sẽ có những cái nhóm học như vậy mà chúng mình sẽ biết được là các bạn à, có thể là trong một buổi tối ấy, thấy các bạn nhắn vào trong nhóm hỏi câu hỏi này À rồi, chứng tỏ là các bạn đang học Các bạn đang chăm chỉ như vậy mà Thì là mình lại có thêm động lực để ngồi vào bàn học Học kỹ hơn về tác phẩm này Mình đối diện với câu hỏi như vậy Mình chưa biết làm Thì mình phải cố gắng làm sao để mình giải quyết được nó Không còn hoang mang nữa Đấy ừ. <laughs> được không ạ các em nhá cho nên là những thông tin về khóa học thì chị cũng đã đăng ở trên fanpage rồi ờ, nhưng mà nếu như mà em còn thắc mắc gì hoặc là còn băn khoăn điều gì thì chị vẫn đang đợi các bạn ở trong phần phần hộp chat cho nên các em có thể nhắn tin về cho chị nhá ừ, rồi và nếu như mà bạn nào băn khoăn là liệu là khóa học thì có liên quan gì đến chiến dịch này chiến dịch uh, uh, luyện văn ôn văn bằng sơ đồ tư duy này không thì chị cũng khẳng định luôn đó là những sơ đồ tư duy này là phần kiến thức khái quát nhất đúng không còn trong khóa học thì chúng ta sẽ kết nối những ý này lại phân tích thật là chi tiết Đấy, phân tích thật là chi tiết để cho các em có thể viết được một bài văn hoàn chỉnh, bởi vì chỉ với những ý chính như thế này mà nếu như không có quá trình diễn đạt và liên kết một cách chỉnh chu này, một cách uh, rõ ràng mạch lạc thì rất khó chúng ta có thể gọi là trình bày được đầy đủ những kiến thức mà mình có thì như vậy rất là đáng tiếc. Các bạn hiểu ý chị không nào? Nhá. À từ ân à từ hải ân đúng không em có thể đặt ra những cái câu hỏi cụ thể hơn hoặc là nhắn tin về cho chị chị vẫn đang luôn đợi các bạn ở trong phần hộp chat uhm. ok không nào nhá rồi còn nếu như mà bạn nào mong muốn thì chị có thể dành riêng bộ cái bộ sơ đồ tư duy này này chúng mình chỉ có 4 ngày tổ chức chiến dịch ôn văn bằng sơ đồ tư duy này thôi trong khi là chúng ta có 8 tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại gồm có những bài thơ và 3 tác phẩm văn xuôi, 5 bài thơ và 3 tác phẩm văn xuôi thì chị tính rằng là mỗi buổi chiến dịch chúng ta cùng với chị thiết lập một sơ đồ tư duy về một tác phẩm, kèm với đó là một thử thách dành cho các em thì qua 4 buổi là chúng ta đã có đầy đủ 8 sơ đồ rồi. Tuy nhiên thì có vẻ như là các bạn đang bận bịu quá. Các bạn đang bận bịu lắm đây. Cho nên là chỉ cùng vào học với chị và xem sơ đồ tư duy thôi, chứ chưa thấy bạn nào thực hành cả có bạn nào được hành thì cũng số lượng rất là ít thôi Thường là những bạn mà đã học rất là tốt rồi thì các em lại càng chăm chỉ và càng đam mê hơn Còn những bạn học chưa tốt thì lại ngại ngùng Các em ngại và các em khá là lười đấy Thì cái vấn đề đấy nó rất là đáng quan ngại Cho nên là chị sẽ cố gắng để thiết lập những cái bộ sơ đồ tư duy đầy đủ về các tác phẩm trong chương trình học kỳ 1 của chúng mình Nhưng mà không thể là chúng mình không học mà cứ đợi chờ như vậy được Các em phải thiết lập đi và để chị xem xem là tình hình của các bạn như thế nào Để để chị xem chia sẻ ở trong khóa học Hay là chia sẻ công khai với các bạn đây Dù sao thì chúng mình có được phương pháp rồi Thì phải thực hành mới ghi nhớ được chứ À ư ừ, đúng rồi Ngày mai thì chúng mình sẽ đến với tác phẩm lặng lẽ Sapa Với các nhân vật như là anh thanh niên này Ông họa sĩ này Cô kỹ sư này Rồi bác lái xe vân vân <laughs> ồ oh, chị biết là các bạn bận mà nhưng mà chúng mình bận học học môn khác chứ môn văn chúng mình cũng phải học mà đâu phải là chúng mình có thể bỏ qua môn văn rất quan trọng này để học những môn khác đâu nên là đừng để nước đến chân mới nhảy nhá đừng để nước đến cổ mới tập bơi nhá chúng mình cứ mỗi ngày một chút xíu một chút xíu thì sẽ dần dần nhớ được lâu hơn đấy sẽ nhớ được lâu hơn thay vì việc là đến cuối cùng rồi mới ngồi lại ôn tập thì lúc đấy choáng ngợp kinh khủng khiếp thật sự lúc đấy sẽ choáng ngợp kinh khủng khiếp luôn đấy. Và rất khó để có thể nhồi nhét được. Được không nào? Nhá. Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị đã chia sẻ cùng với các em một sơ đồ tư duy liên quan đến tác phẩm Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt với bốn ý chính tương ứng với cả bố cục phân tích của chúng mình đầu tiên là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm xúc cho tác giả thứ hai là tác giả nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ bên bà và bếp lửa thứ ba là những suy ngẫm của tác giả về hình ảnh bếp lửa và hình ảnh người bà về cuộc đời của bà và cuối cùng là hình ảnh bà và hình ảnh bếp lửa sẽ luôn luôn sống mãi trong tâm trí của tác giả hay còn gọi là ý nghĩa lâu bền được không ạ ý nghĩa lâu bền của hình ảnh bếp lửa và tình cảm của người bà đấy thì bài bếp lửa này chị mong rằng là thông qua những cái cấp độ ý như thế này các em sẽ không còn bị mông lung sẽ không còn bị choáng ngợp bởi một bài thơ với dung lượng dài như vậy nữa chúng ta có thể chia nhỏ những ý này ra để chúng mình phân tích lần lượt nếu như mà gặp phải những câu hỏi hỏi về tác phẩm này các em nhé chúng mình sẽ có hai dạng câu hỏi liên quan đến các tác phẩm thứ nhất là có thể là dạng câu hỏi đọc hiểu là trích một đoạn ra rồi xong hỏi chúng mình tất cả những câu hỏi có thể liên quan đến đoạn thơ đó ví dụ như là trích một đoạn thơ xong rồi hỏi là đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào này trình bày một số nét khái quát liên quan đến tác giả hoặc là trình bày hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó rồi hỏi chúng mình những câu hỏi về các biện pháp tu từ này ý nghĩa của các hình ảnh này đấy thì chúng mình phải học thật là kỹ thì chúng mình mới có thể trả lời được đầy đủ những cái câu hỏi đọc hiểu đó. Đó là dạng đầu tiên. Chúng ta cũng có dạng thứ hai là những câu hỏi về nghị luận văn học là những câu hỏi về phân tích đấy. Các em vẫn còn đang băn khoăn đấy. Những dạng đề phân tích này, cảm nhận này, cảm nhận về hình ảnh bếp lửa, cảm nhận về tình cảm của người bà, cảm nhận về tình bà cháu, vân vân. Đấy. Rồi nhá, không dừng lại ở đó, các em cũng có thể gặp dạng đề là uh, trong vai người cháu kể lại những kỷ niệm bên bà và bếp lửa dựa vào bài thơ bằng bếp lửa của bằng Việt này. Đấy, rất nhiều rất nhiều những dạng đề mà chị mong rằng là cái chị có thể đồng hành cùng với các bạn xử lý tất cả những dạng đề đó ở trong khóa học ôn thi học kỳ của chúng mình. Còn trong quá trình ôn bằng sơ đồ tư duy thì hãy cố gắng trước tiên là chủ động tự lập ra những sơ đồ của mình. Thứ hai là học được các ý chính. Nắm rõ những ý chính ở đây với các từ khóa như thế này. Được chưa ạ? À? Nắm rõ những từ khóa Sau đó là chúng mình phải hình dung được cái cách diễn đạt ở trong đầu mình đi Để mình quen hơn Hoặc là các em chăm chỉ hơn thì có thể viết luôn những đoạn văn tương ứng với mỗi ý phân tích này này Thì để mỗi lần viết là một lần rèn luyện Chúng ta sẽ có thể cân thời gian này Chúng ta chủ động trong quá trình ôn tập hơn Ok chưa? Nhá Rồi Thôi bây giờ mới gọi bạn vào học này Kết thúc buổi học của chúng ta đến nơi rồi đấy được không mi thì các em có thể xem lại phần phát trực tiếp này nhá. Ừ, rồi. <laughs> các em còn gì thắc mắc không nào? Và các bạn mong muốn là um, chị thiết lập những sơ đồ tư duy liên quan đến tác phẩm nào nữa? Có tác phẩm nào gây khó khăn cho các bạn không? Ngoài lặng lẽ sapa ra, chắc chắn là ngày mai chúng mình sẽ cùng với nhau ngồi lại để làm sơ đồ tư duy về lặng lẽ sapa rồi. Nhưng mà còn tác phẩm nào khác không? trong chương trình học kỳ 1 lớp 9 ừ. Ok không nào các em? Ok chưa? <laughs> rồi Được không nào? Ừ đúng rồi, ngày mai là chúng mình sẽ học lặng lẽ Sapa à em học tới bài trước lường hà rồi à ừ đúng rồi cái lộ trình học của chúng mình ở trên lớp thì cái học đến bài trước lường Ngà cũng là đúng với cả cái quá trình và thời gian học của chúng ta thôi ừ à khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ ồ sao chị được biết là tác phẩm này thì cũng có khá là nhiều địa phương khá là nhiều trường là sẽ bài này là bài giảm tải đấy được không? Nhưng mà kiến thức của nó thì không hề khó Khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ thì cũng là ba khúc du Và trong mỗi khúc du đó thì trước tiên là lời du của tác giả Sau đó là lời du của người mẹ Đấy, chúng ta cứ hình dung cái bố cục phân tích như vậy để chúng mình thiết lập các sơ đồ tư duy thôi Ừ Ok không? <laughs> Được chưa nào? bao giờ học bốn bài còn lại như chị vừa nói rồi đấy như chị vừa nói rồi đấy đó là chị tính rằng là chiến dịch của chúng mình có bốn buổi thì chị cùng với các bạn là thiết lập bốn số đầu tư duy với bốn tác phẩm còn bốn tác phẩm còn lại là dành cho thử thách dành cho các em thì để cho các em có thời gian thực hành mà để cho các em gọi là không phải là cái gì cũng có sẵn để cho các bạn xem và các bạn uh, gọi là chúng mình cứ dựa vào hoàn toàn vào đấy được hãy cố gắng bỏ thời gian ra chúng mình sẽ tự luyện tập thì lúc đấy những gì mà các em tự học được trong quá trình đó nó sẽ ghi nhớ lâu hơn Khổ thân chị để trong cả buổi này chị đã di chuyển sơ đồ này rất nhiều lần rồi đấy Được không nào Rồi À, à hương giang em muốn có những tài liệu liên quan đến bài thơ này đúng không chị nhớ là trên fanpage có đăng rồi hay sao đấy có đăng rồi có đăng tài liệu liên quan đến tác phẩm đó rồi hoặc là trong quá trình mà em học kiến thức về tác phẩm này có gì thắc mắc thì em có thể nhắn tin về cho chị nhé như chị nói rồi đấy, tác phẩm đó gồm có 3 khúc du ba khúc du và điều đặc biệt là gọi là khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ Nhưng ở đó vừa có lời du của tác giả, lại vừa có lời du của người mẹ Chúng ta dựa vào đó dần dần chia tách những ý nhỏ hơn để nắm được kiến thức nền chi tiết về tác phẩm này nhá Ừ, rồi có rất nhiều bạn vừa mới vào và muốn chị chiếu toàn bộ sơ đồ tư duy này Nhưng mà trong toàn bộ quá trình phát trực tiếp là chị đã chia nhỏ Để chiếu những phần nhỏ Đấy, <laughs> ok không? Phía trên bên phải không biết làm thế nào để vừa lòng các bạn. Không phải là chị chưa từng uh, chia nhỏ các ý ra để chiếu chi tiết cho các bạn được không? Chị mong rằng là các em có thể nhìn rõ. Đây, chúng mình cứ hình dung cái thứ tự nhá. Các em nhìn toàn bộ sơ đồ này các em phải hình dung được thứ tự này, ý 1, ý 2, ý 3 và ý 4 theo chiều kim đồng hồ nhá rồi buổi sau thì chị sẽ cố gắng, ừ, buổi sau thì chị sẽ cố gắng chọn một cái khổ giấy sao cho nó phù hợp với cả màn hình này để các em xem nó dễ hơn, ừ, rất là rất là xin lỗi các bạn khi mà ngày hôm nay thì gọi gây ra những cái bất tiện cho các em trong quá trình xem nhưng mà buổi sau thì sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhá trong buổi hôm nay chị mong muốn nhiều hơn ở việc là giải đáp các thắc mắc và đem đến cho các bạn những thông tin rất là bổ ích những cái lợi ích mà khi chúng mình tham gia khóa học ôn thi học kỳ cùng với chị và chị vẫn đang chờ đợi các bạn ở trong phần hộp chat nên là có gì thắc mắc và muốn chị tư vấn thêm thì có thể nhắn tin về cho chị nhé. Còn buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Chị mong rằng ngày mai sẽ lại được gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp vào khung giờ 20 giờ 30. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với sơ đồ tư duy của các tác phẩm ở trong chương trình Ngữ văn kỳ 1 lớp 9 các em nhé. Rồi, rất là cảm ơn các em ngày hôm nay đã cùng đồng hành cùng với chị. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai. Bye bye.